Ban biên tập kênh tin tức xin được gửi lời chào và cảm ơn khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với chúng tôi. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất trong 24 giờ qua. Dực lửa, Trần Văn Tân 67 phút khai ra bà trùm 9 lần nhét 5 tỷ vào túi và một mật lệnh. Thế lực Quảng Nam vội vàng đốt bằng chứng, xóa sổ cha tên đệ nhất phu nhân. Thưa quý vị, đại án chuyến bay giải cứu từng xưng danh chỉ làm nhân đạo, nhưng không ngờ ẩn chứa sau đó là cả hàng chục nghìn dân cống nộp tiền oan cho các quan chức tới 2.000 tỷ đồng, khiến dư luận bức xúc. Tới nay, ngày đền tội của 54 ông quan tham cũng đã tới. Ngoài 21,5 tỷ về túi riêng, ông cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng, thì một cái tên khác từng làm mưa làm gió đất Quảng Nam cũng được dư luận rất quan tâm. Với 9 lần nhận tới 5 tỷ, ông cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam, cháu ngài cựu Chủ tịch 7 Phúc, từng được nâng đỡ và bảo kê, giờ đây đã khai ra tất cả tại tòa, khiến nhiều người sửng sốt. Hơi nóng của lửa lò lại một lần nữa chĩa về xứ Quảng, một thế lực lợi ích được dẫn đầu là bà đệ nhất phu nhân đã run sợ và xóa sạch bằng chứng nhằm bịp khẩu. Nhiều sự thật còn đang còn chôn vùi, liệu Tổng Trọng có bới tanh bành trùm cuối đứng sau? Cùng làm rõ ngay sau đây. Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng 53 đồng phạm liên quan đến vụ đại án chuyến bay giải cứu. Trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9 2020 đến tháng 12 2022, 21 cá nhân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, gây thiệt hại 10,4 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án với 253 lần nhận hối lộ, tổng số tiền lên đến 42,6 tỷ đồng. Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhận hối lộ 21,5 tỷ nhưng nói rằng không biết là phạm pháp. Trong vụ án, ông Tô Anh Dũng bị truy tố tội nhận hối lộ với cáo buộc đã 37 lần nhận tiền với tổng số tiền là 21,5 tỷ đồng của các doanh nghiệp. Còn cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân khai nhận tiền hối lộ 9 lần, nhưng vị cháu ông 7 Phúc khai mang tiền nhận hối lộ đi làm việc có ý nghĩa. Trần Văn Tân khai từng muốn trả lại tiền nhận hối lộ nhưng do bận công tác phòng chống dịch COVID-19 nên bẵng đi mất. Ông ta nói cũng dùng tiền này làm việc có ý nghĩa và bị chủ tọa ngắt lời, cho hay dùng gì là việc của bị cáo. Bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, chịu truy tố về tội nhận hối lộ số tiền 5 tỷ đồng trong quá trình cấp phép cách ly cho các chuyến bay giải cứu. Tại tòa, ông Tân khai nhận hối lộ 9 lần, tổng số 5 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, đại diện công ty Travel Sky, nhưng khẳng định trước đó không đặt yêu cầu gì. Cựu Phó Chủ tịch khai lần đầu Hằng đưa tiền, ông nghĩ là cảm ơn, muốn trả lại, nhưng công tác phòng chống dịch bận quá, bị cáo phụ trách công tác này nên quên trả lại. Chủ tọa hỏi lại, lần đầu bảo cảm ơn thì được, nhưng bị cáo nhận tiền đến 9 lần. Ông Tân cho hay, lần thứ 2 đưa tiền, Hằng nói là quà sinh nhật, và bị cáo cầm rồi, nghĩ trả lại khó, nên dùng vào làm việc có ý nghĩa. Chủ tọa ngắt lời, bị cáo dùng việc gì là việc của bị cáo, đồng thời đặt câu hỏi về khắc phục hậu quả. Ông Tân cho hay, đã nộp lại 5 tỷ đồng nhận hối lộ. Theo hồ sơ vụ án, khi Covid bùng phát, Trần Văn Tân được bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thường trực Phòng chống dịch. Năm 2021, ông Tân thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh ký văn bản phân công trách nhiệm các sở ngành về việc đón công dân về nước cách ly tại khách sạn. Vị này sau đó 9 lần nhận tiền để tạo điều kiện cho công ty Travel Sky của các bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn được tổ chức cách ly liên quan đến chuyến bay giải cứu. Ông Trần Văn Tân bị cáo buộc đã 9 lần nhận tiền với tổng số tiền 5 tỷ đồng từ doanh nghiệp. Số bạc này với một quan chức như ông Tân xem ra chỉ là bạc lẻ mà thôi. Lúc được cho là vi phạm pháp luật, ông Trần Văn Tân giữ ghế Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Tân được cho là sở dĩ hoạn lộ thênh thang vì có người cô ruột là bà đệ nhất phu nhân. Với con đường quan lộ thần tốc của ông này tới nay cũng đã lộ ra. Được biết, 7 Phúc lúc đó là Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Tân, Tránh Văn phòng Tỉnh ủy. Trước đó, Quảng Nam mà Ban Bí thư đã cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Lê Phước Thanh vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong công việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai là ông Lê Phước Hoài Bảo giữ các chức vụ trưởng phòng của Ban Quản lý Khu Kinh tế Mở Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục để UBND tỉnh quyết định cử ông Lê Phước Hoài Bảo đi học thạc sĩ tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước không đúng quy định. Khi dịch COVID-19 xảy ra, vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh từng được coi là trẻ nhất cả nước lại nhúng chàm. Nói thêm, số bạc 5 tỷ như cáo buộc nếu so với đường hoạn lộ còn thênh thang của một cán bộ trẻ có gốc như Trần Văn Tân thì số tiền này chỉ là bạc lẻ của phần nổi tảng băng chìm về thế lực của gia đình đệ nhất phu nhân ở đất Quảng Nam. Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trong số này có ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam
bị cơ quan tố tụng truy tố tội nhận hối lộ ở khung hình phạt cao nhất là rượu cột. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, trong khoảng 2 năm dịch COVID-19 diễn biến một cách phức tạp, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đón khoảng 40.000 người trên các chuyến bay giải cứu về cách ly, trong đó có khoảng 30.000 người về cách ly tại các khách sạn, resort có thu phí. Và không rõ từ mối quan hệ nào, dù không có nền tảng y tế đủ mạnh, song Quảng Nam là địa phương được phép tiếp nhận người từ nước ngoài về cách ly nhiều nhất cả nước. Đáng chú ý, có 36 cơ sở lưu trú đăng ký nhưng chỉ có 31 cơ sở đủ điều kiện được cấp phép. Trong 31 đơn vị được duyệt, có 3 đơn vị xin rút khỏi danh sách với lý do rằng các điều kiện yêu cầu nghiêm ngặt, nhất là phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong số những người bị đưa ra xét xử được khai mạc hôm 11 tháng 7, 2023, nhóm bị cáo có chức vụ cao nhất tại thời điểm bị bắt giữ có thể kể đến như Tô Anh Dũng, Vũ Hồng Nam, Nguyễn Quang Linh, Chử Xuân Dũng và Trần Văn Tân. Không có bất kỳ một lãnh đạo nào trong dàn nội các thượng tầng được xướng tên liên quan ở vụ án này. Xăng dầu lãi khủng trên khốn khó của người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian giá xăng dầu tăng cao, chính phủ tìm cách giảm thuế để giảm giá, hạn chế tác động đến nền kinh tế thì các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn lãi cả nghìn tỷ đồng. Người dân doanh nghiệp vẫn còn đang khốn khó với giá xăng dầu tăng cao, kéo mặt bằng giá hàng hóa, chi phí khác tăng mạnh theo, thì bất ngờ doanh nghiệp ngành xăng dầu niêm yết trên sàn chứng khoán tiết lộ lãi khủng. Điển hình, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi, công bố báo cáo tài chính với mức lãi tăng vọt. Chỉ trong quý 2 năm 2023, doanh nghiệp này đã đạt doanh thu thuần 52.000 tỷ đồng, lãi ròng hơn 9.900 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Còn tính chung 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp này lãi ròng khoảng 12.300 tỷ đồng. Nên nhớ khoảng thời gian doanh nghiệp đạt mức lãi khủng chính là giai đoạn giá xăng dầu tăng vùn vụt làm chao đảo thị trường, tác động tiêu cực đến hàng loạt ngành sản xuất kinh doanh từ vận tải, tiêu dùng đến công nghiệp, thực phẩm, v.v. Ngành nông nghiệp cũng bị vạ lây khi giá phân bón tăng cao, giá xăng dầu dùng cho máy móc nông nghiệp, vận chuyển ngoạm và vốn sản xuất. Ấy vậy mà ngành kinh doanh mặt hàng hàng đầu thiết yếu cho cả sản xuất kinh doanh lẫn đời sống như xăng dầu lại lãi khủng khiếp như thế thì hỏi ai không bức xúc. Nghĩ cũng kỳ lạ, khi tác động của làn sóng tăng giá xăng dầu đến nền kinh tế và đời sống của người dân quá lớn, Quốc hội đã phải họp để ban hành một nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm kìm giữ giá, giảm khó khăn cho người dân. Trước đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này. Thế nhưng, ngành kinh doanh xăng dầu vẫn có biên độ lợi nhuận ngất ngưỡng, bất chấp nền kinh tế bị tác động đến đâu, đời sống người dân khốn khó thế nào. Thật khó chấp nhận sự thiếu công bằng này, dù có thể nguồn lợi nhuận khổng lồ kia không nằm ngoài quy định của pháp luật. Bởi lẽ xăng dầu không giống những mặt hàng tiêu dùng khác, nó là hàng hóa đặc biệt, là nhu cầu thiết yếu và có thể xem như là dòng máu của nền kinh tế công nghiệp. Giá xăng dầu biến động sẽ tác động dây chuyền và gây ảnh hưởng cực lớn đến đời sống người dân và cả nền kinh tế. Với tầm quan trọng của loại nhiên liệu này, bắt buộc cần có những chính sách quản lý phù hợp nhằm đảm bảo sự cân bằng quyền lợi giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Mặt hàng càng thiết yếu càng cần sự kiểm soát chặt chẽ. Một số quốc gia thậm chí còn hy sinh lợi nhuận hoặc chấp nhận lỗ trong kinh doanh xăng dầu để đảm bảo hoặc tăng quyền lợi của người dân. Còn Việt Nam thì sao? Giá bán lẻ xăng dầu trong nước tăng cao, nền kinh tế bị tổn thương nhưng doanh nghiệp trong ngành càng lãi đậm, đã cho thấy sự bất ổn trong quy định về kinh doanh xăng dầu. Chẳng hạn cho đến nay, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vẫn được tính lợi nhuận định mức 300 đồng một lít, dù cho diễn biến thị trường ra sao và người dân doanh nghiệp phải oằn mình gánh chi phí tăng mạnh thế nào. Lợi nhuận của doanh nghiệp xăng dầu không thể mang ra cân đo đong đếm với những thiệt hại mà giá xăng dầu đã gây ra đối với đời sống kinh tế xã hội. Dù muộn còn hơn không, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần nhìn thấu đáo lại lợi ích của các bên liên quan đối với mặt hàng xăng dầu để tránh xảy ra tình trạng doanh nghiệp lãi càng nhiều thì gánh nặng đè lên vai người tiêu dùng, đè lên nền kinh tế càng lớn như hiện nay.